Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái. Tập 39. Chương 381, quỷ chết đói tái hiện. Mẹ nó, ngươi không phải đang tấn công Dương Gian sao? Vô cớ, tại sao lại đâm ta? Tên ngoại quốc này không biết đạo đức. Khoảnh khắc bị đánh bay ra, trong đầu Tô Viễn chỉ còn duy nhất suy nghĩ này. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân trở nên lạnh buốt, như thể có thứ gì đó trong cơ thể đang bị rút ra nhanh chóng, trước mắt tối sầm lại, như thể bóng tối vô biên đang ập đến. Khi ý thức dần tan biến, hắn dường như nghe thấy một tiếng rắc. Tiếng này phát ra từ cổ hắn, dĩ nhiên không phải là cổ hắn bị gãy, mà là món đồ linh dị treo trên cổ hắn, phù chết thay. Trong khoảnh khắc Tô Viễn bị linh dị tấn công, phù chết thay đã vỡ vụn, thay thế Tô Viễn chịu đựng vận mệnh tử vong. Tiếng rắc trong trẻo như tiếng chuông buổi sáng, chấn động đến mức làm sống lại ý thức sắp tan biến của hắn. Tô Viễn linh hoạt trở mình, nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất. Chết tiệt! Kẻ ngự quỷ ngoại quốc thấy Tô Viễn vẫn có thể đứng dậy như không có chuyện gì sau khi chịu đựng tấn công linh dị của mình, không khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng u ám. Hắn ta vốn định đánh lạc hướng mục tiêu, rồi bất ngờ ra tay, trước tiên giải quyết một người trong số họ. Nhưng không ngờ người còn lại là một kẻ cứng đầu, chịu đựng tấn công của ác quỷ mà vẫn an nhiên vô sự. Anh không sao chứ? Dương Gian hỏi với chút lo lắng, hắn cũng không ngờ kẻ đó rõ ràng nhắm vào mình, nhưng tấn công linh dị lại nhắm vào Tô Viễn. Tuy nhiên, với tính cách cẩn trọng của hắn, Dương Gian có thể đoán được đối phương nhắm vào cả Tô Viễn và hắn, hoặc có thể nhắm vào hắn. Điều này rất có thể là bẫy của quỷ báo chí dành cho hắn. Anh nghĩ tôi có vẻ gì là có chuyện không? Đừng lo, người có thể giết Tô Viễn này chưa tồn tại. Tô Viễn phủi bụi không tồn tại trên người, đứng dậy một cách thản nhiên, sau đó nói, nhưng anh nên cẩn thận. Tên này ngự quỷ hai con rất đặc biệt, một trong số đó có quy luật giết người chắc chắn. Đúng vậy, chính là con ác quỷ vô hình đã đâm vào Tô Viễn. Quy luật giết người của nó rất đặc biệt, dường như chỉ cần bị đâm vào sẽ chết. Nếu phải đặt tên, có thể gọi là quỷ đâm người. Còn những mụn mủ bốc mùi thì có thể gọi là quỷ mủ, mùi hôi thối nồng nặc đến mức có thể khiến ác quỷ thực sự phải lùi bước. Một công một thủ. Sự kết hợp giữa hai con quỷ này có thể nói là hoàn hảo. Xét về sức mạnh hiện tại của thế giới hồi sinh, tên này chắc chắn là một ngự quỷ hàng đầu trong tình hình hiện tại. Nhưng thái độ tấn công không phân biệt ai, ngay lập tức ra tay đã khiến người khác xem hắn như kẻ thù không đội trời chung, đặc biệt là khi Tô Viễn suýt nữa chết vì tấn công linh dị. Tình thế hiện tại, đừng nói đối phương chỉ là ngự quỷ hai con, dù hắn ta có là lão quái vật từ thời dân quốc sống lại, cũng phải đấu một trận đã. Tô Viễn chưa bao giờ chịu đòn mà không phản kháng. Nghe nói đối, phương ngự quỷ có quy luật giết người chắc chắn, Dương Gian không khỏi trở nên nghiêm trọng. Loại ác quỷ này luôn đáng sợ, cấp độ khủng khiếp thường cao ngất ngưởng, nhưng đồng thời, tốc độ hồi sinh cũng nhanh hơn ngự quỷ thông thường nhiều. Càng đáng sợ, ác quỷ hồi sinh càng nhanh, nên Dương Gian không tin đối phương có thể liên tục sử dụng khả năng của con ác quỷ với quy luật giết người chắc chắn đó. Trừ khi người này cũng có biện pháp đặc biệt để làm cho con ác quỷ ngự của mình chết máy. Vì vậy, về mặt tiêu hao, chắc chắn không thể tiêu hao hơn phe mình. Nghĩ đến đây, Dương Gian định thả quỷ thường ra, quỷ bóng hắn đã thu hồi, chất lỏng màu vàng còn lại đã hoàn toàn tan biến. Dù sao quỷ bóng không đầu cũng là ác quỷ thực sự, còn chất lỏng chỉ là tàn dư của sức mạnh linh dị. Đột nhiên, Tô Viễn đưa tay ngăn lại. Anh hãy chăm sóc con quỷ bị hạn chế này. Tên này để tôi. Tô Viễn cười lạnh một tiếng, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, nhưng với Tô Viễn này, một phút cũng đã quá dài. Nói xong, một làn xương màu xám xanh từ trong cơ thể hắn bất ngờ tỏa ra, làn xương này dần dần lan rộng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng. Đây là quỷ vực của quỷ chết đói. Mắt Dương Gian mở to, tim đập mạnh, hắn nhận ra nguồn gốc của làn xương này. Đây là nguồn gốc ác mộng từng bao trùm toàn bộ thành phố Đại Xương, quỷ vực của quỷ chết đói. Hồi tưởng lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng từng bị chi phối, đến giờ vẫn khiến Dương Gian run rẩy. Trong sự kiện quỷ chết đói đó, biết bao người đã bị nuốt chửng,
kể cả ngự quỷ cũng không ít, bao gồm cả hắn. Trong quá trình chống lại quỷ anh giai đoạn 4 được sinh ra từ linh dị, cũng gần như chín chết một sống, may mắn thoát chết. Nhưng không ngờ lại một lần nữa gặp phải nỗi kinh hoàng này trong tình huống này. Tô Viễn điên rồi sao? Hắn thực sự ngự được quỷ chết đói. Hắn làm thế nào? Dương Gian biết rằng trong quá trình cố gắng làm cho quỷ bóng không đầu chết máy, Tô Viễn đã giải quyết được nguồn gốc của quỷ chết đói, nhưng phương pháp giải quyết lại hoàn toàn không rõ ràng. Ngay cả hồ sơ lưu trữ tại trụ sở chính cũng không chi tiết, chứng tỏ ngay cả trụ sở chính cũng không biết Tô Viễn đã sử dụng phương pháp gì để giải quyết quỷ chết đói. Bao gồm cả sau này khi biết quỷ chết đói vẫn còn trong tay Tô Viễn, hắn cũng đã ngỡ ngàng một lúc lâu. Hắn không hiểu tại sao trụ sở chính lại đồng ý với hành vi của Tô Viễn, hoặc nói là ngầm đồng ý. Chẳng lẽ chỉ vì Tô Viễn đã giải quyết sự kiện quỷ chết đói? Nếu con quỷ đó không được giam giữ tốt, lại thoát ra thì sao? Nhưng bây giờ hắn hiểu rồi, tại sao người của trụ sở chính không ép buộc lấy lại quỷ chết đói từ tay Tô Viễn? Bởi vì nó đã được người khác ngự lại. Vậy, hắn đã làm thế nào? Phương pháp nào để có thể ngự lại một ác quỷ đã hồi sinh? Chẳng lẽ trụ sở chính không hứng thú với phương pháp này sao? Những suy nghĩ của Dương Gian, Tô Viễn dĩ nhiên không biết. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có ý định giết chết tên này, vì Dương Gian từng gặp sở nhân Mỹ trên xe buýt, nên sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định thả Toshio ra. Dấu dếm mãi cũng không phải cách, khi mình liên quan đến càng nhiều sự kiện linh dị, gặp gỡ càng nhiều ngự quỷ, cuối cùng cũng sẽ lộ ra, nếu vậy, chi bằng sớm lộ Toshio để người khác sợ. Còn về thân phận quỷ chết đói của Toshio và phương pháp ngự lại quỷ chết đói, nếu Dương Gian đủ thông minh, sẽ không hỏi đến. Chương 382, đánh hội đồng. Làn sương xám xanh đang lan tỏa, đã bắt đầu ảnh hưởng đến môi trường trong nhà hàng. Làn sương mù này mang một màu sắc kỳ quái, giống như vết bầm tím trên cơ thể đã chết nhiều ngày, mang theo hơi lạnh và khí tức kỳ dị. Đây là quỷ vực của quỷ chết đói. Xung quanh ngay lập tức giống như chìm trong sương mù dày đặc, đậm đặc và dính nhớt, không tan biến, như mây đen bao phủ thành phố, khiến người ta cảm thấy khó thở. Làn sương mù này không ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn, những thứ cần nhìn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là hơi mờ, giống như một người đột ngột bị cận thị. Nhưng điều này không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng là những thứ bò ra từ làn sương mù. Đó là một đứa bé có hình dáng chỉ khoảng 4 hoặc 5 tuổi. Đứa bé này toàn thân xanh đen, lòng bàn tay mọc móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đen láy không có đồng tử. Nhìn thấy sự xuất hiện của đứa bé này, đồng tử của Dương Gian co lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Đây là giai đoạn đầu của quỷ anh, quy luật giết người của nó là không được nhìn thấy. Một khi bị nó nhìn thấy, sẽ bị tấn công. Đây là tấn công linh dị, người thường không thể chống đỡ được. Khi Vương San San bị quỷ anh bò ra từ bụng châu chính tấn công, cô ấy suýt nữa đã chết. Ngay cả người ngự quỷ cũng không thể kéo dài thời gian đối phó với nó. Sau khi bò ra khỏi làn sương mù, quỷ anh như một đứa trẻ mới sinh, tò mò nhìn xung quanh, chỉ có điều đôi mắt đen láy đó lại tiết lộ sự kỳ dị và tà ác. A, 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 quỷ anh phát ra âm thanh rùng rợn, như đang tuyên bố sự xuất hiện của nó, rất nhanh nó đã khóa mục tiêu, bò về phía người ngoại quốc đang nghiêm trọng đó. Quỷ anh bò với tốc độ kinh khủng và kỳ quái, như một con nhện, đôi mắt đen láy tròn xoe không có chút cảm xúc của con người, chỉ có sự kỳ dị của vật chết. Nó coi trọng lực như không có, ngay cả tường cũng như đi trên mặt đất, rất nhanh đã tiếp cận một khoảng cách nhất định. Đột nhiên hét lên một tiếng kỳ quái và đưa tay về phía người đó, cánh tay mảnh khảnh của nó trong khoảnh khắc kỳ quái dài ra, trong làn sương mù, nhanh chóng tấn công người đó. Người đó chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh không rõ ập tới, nhưng không hề hoảng sợ, trong khoảnh khắc đó. Mùi hôi thối trên cơ thể hắn trở nên nồng nặc hơn, đồng thời tiếng bước chân kỳ quái xung quanh cũng vang lên, trở nên rất gấp gáp. Đột nhiên, một cái mụn mủ trên cánh tay hắn nổ tung, chất dịch, màu vàng nhạt bắn tung tóe khắp nơi, đồng thời một tiếng hét kỳ quái cũng vang lên. Cánh tay của quỷ anh đang tấn công đột nhiên co rút lại. Sau lưng hắn, quỷ anh phát ra tiếng hét kỳ quái, đầu quay nửa vòng, nhìn vào mục tiêu tấn công, cánh tay dài ra từ từ co lại. Cánh tay dường như dính chút dịch mủ, khiến quỷ anh nhìn lâu bằng đôi mắt đen láy, không ngừng vung tay, tạm thời dừng lại tấn công. Nếu chỉ có vậy, chưa đủ khiến một ngự quỷ ngự hai con quỷ phải khiếp sợ, nhưng khi thấy cảnh tượng tiếp theo,
Người ngoại quốc đó biến sắc, thốt lên một câu thô tục. Chết tiệt. Bởi vì khi quỷ anh phát hiện mục tiêu và tấn công, từ trong làn sương mù đậm đặc, lại bò ra một quỷ anh khác, rồi con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Số lượng quỷ anh kinh hoàng này, ai thấy cũng phải kinh hãi. Quy mô này đủ để tiêu diệt cả một đội ngự quỷ. Trừ khi là kẻ ngu ngốc, không ai chọn đấu cứng với quy mô quỷ anh này. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, thấy cảnh này, người ngoại quốc không nói hai lời, quay đầu chạy trốn. Cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, khi hắn chạy trốn, tiếng bước chân kỳ quái lại vang lên và càng trở nên gấp gáp hơn. Ngay lúc hắn chạy trốn, làn sương mù xám xanh bao phủ xung quanh bị khuấy động, có thể lờ mờ thấy đôi chân đầy gân xanh đang đi bên cạnh ngự quỷ đó. Chính đôi chân này khi đi, sương mù dường như bị sức mạnh linh dị can thiệp, trở nên không còn ổn định. Nếu chỉ có vậy, ngự quỷ đó không thể tránh khỏi tấn công của quỷ anh trước khi thoát khỏi quỷ vực của quỷ chết đói, vì dù sương mù bị can thiệp linh dị, nhưng không thể bị phá vỡ ngay lập tức. Dù sao sức mạnh quỷ vực của Toshio hiện tại, tuy còn kém so với đỉnh cao, nhưng cũng không phải yếu. Người ngoại quốc rõ ràng cũng nhận ra điều này, hắn nhận thức được rằng nếu không thể thoát khỏi làn sương mù này, hắn thực sự sẽ chết dưới tay đám quỷ anh này. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ đau đớn, ngay sau đó, hắn móc ra từ túi một cây thánh giá. Đó là một cây thánh giá màu bạc, nhưng trên đó dính một vết bẩn đen không rõ, trông giống như máu khô. Hình người trên cây thánh giá không bị đóng đinh như thánh giá bình thường, mà treo ngược một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, người ngoại quốc đó làm một hành động kỳ quái, hắn nuốt cây thánh giá vào bụng. Sau khi nuốt cây thánh giá, hắn đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy vì đau đớn, không kìm được tiếng hét thảm thiết. Nhưng cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, hình dạng của hắn thay đổi đáng kể, da xuất hiện từng mụn mủ, rồi nổ tung, dịch mủ bắn tung tóe, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Điều kỳ quái là chất dịch rơi xuống nơi nào, quỷ vực của quỷ chết đói không thể bao phủ được nơi đó. Đồng thời, đôi chân phát ra tiếng bước chân kỳ quái bên cạnh hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, như muốn bước ra khỏi hư vô. Lúc này, hắn như một con quỷ thực sự. Mức độ sử dụng sức mạnh linh dị như vậy, theo lý bình thường, không thể kéo dài, rất dễ dẫn đến tình trạng ác quỷ hồi sinh. Vậy là do cây thánh giá. Linh dị vật. Thấy cảnh này, Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Ban đầu hắn nghĩ rằng việc sử dụng số lượng lớn quỷ anh giai đoạn đầu để giải quyết đối phương là điều dễ dàng, nhưng tình hình rõ ràng không như dự đoán. Quỷ anh không tấn công ngay lập tức, dường như dè chừng những dịch mủ bắn tung tóe, chúng chỉ bao vây ngự quỷ ngoại quốc đó, dường như đang đối đầu với hắn. Nếu kéo dài thời gian, người thắng chắc chắn vẫn là Tô Viễn. Nhưng người ngoại quốc rõ ràng không phải là kẻ ngồi yên chờ chết, chịu đựng đau đớn dữ dội, hắn lao về một hướng. Khi hắn chạy về phía trước, đôi chân đầy gân xanh chạy trước, cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Làn sương mù xám xanh lúc này như bị đôi chân đó va chạm, bị đẩy lùi, tạo thành một lối đi để đối phương thoát ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 383, Sự Kinh Hoàng của Kazako. Những con quỷ bào thai đầu tiên chặn trước bị đôi chân đó đá bay. Con quỷ bào thai đau đớn kêu lên một tiếng quái dị, rồi như mất đi sinh lực, rơi xuống đất và tạm thời mất khả năng hành động. Lợi dụng cơ hội này, tên ngoại quốc chạy thoát theo lối đi vừa bị mở ra, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Tuy nhiên, Tô Viễn không vội vàng đuổi theo. Khách sạn này chứa đựng nhiều nguy hiểm, liều lĩnh đuổi theo có thể sẽ rơi vào bẫy không biết trước. Nói gì thì nói, dù hắn có chạy thoát bây giờ, liệu có thể chạy thoát mãi không vẫn là chuyện khác. Anh đang nuôi quỷ. Đột nhiên, Dương Gian nói, nhìn những con quỷ bào thai đuổi theo tên ngoại quốc rời đi, sắc mặt khó chịu. Người khác có thể không biết sự đáng sợ của quỷ bào thai, nhưng hắn thì biết rất rõ. Không ai hiểu hơn hắn tốc độ trưởng thành của quỷ bào thai. Tô Viễn cứ thế thả những thứ này ra ngoài, liệu có ổn không? Dù chỉ là những con quỷ bào thai ở giai đoạn đầu, nhưng chúng sẽ trưởng thành. Nếu xảy ra sự cố, những con quỷ bào thai này sẽ trở thành những con quỷ đói mới. Nuôi quỷ là gieo họa, anh không nên điều khiển quỷ đói. Một khi mất kiểm soát, nó sẽ trở thành ác mộng của mọi người. Đây không phải là lời nói suông, mà đã có tiền lệ. Vụ việc quỷ đói ở Đại Sương Thị
Đến nay chỉ còn Dương Gian và Trương Hàn sống sót, còn lại đều chết trong sự kiện quỷ đói. May mắn là Dương Gian có tâm lý vững vàng, nếu không phải là người khác, khi thấy quỷ đói tái xuất chắc chắn sẽ có phản ứng không tốt. Tô Viễn nói, tôi có lý do của mình khi điều khiển nó. Chỉ cần tôi chưa chết, nó sẽ không mất kiểm soát. Nhưng nếu anh gặp chuyện thì sao? Dương Gian hỏi. Tham gia vào sự kiện linh dị, không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu có chuyện xảy ra, quỷ đói lại xuất hiện, sự kiện linh dị ở Trung Sơn Thị sẽ thực sự không giải quyết được. Thì sao? Sau khi tôi chết, tôi không cần quan tâm đến việc đó. Tô Viễn lạnh lùng đáp. Hắn không phải là thần, không thể quản lý mọi thứ. Còn tương lai sẽ ra sao, ai biết được. Con người vẫn phải sống trong hiện tại. Thay vì lo lắng về tương lai, anh nên lo lắng cho hiện tại. Sự kiện linh dị này không dễ giải quyết, rất rắc rối. Dương Gian im lặng vì Tô Viễn nói đúng. Là một người ngự quỷ, không cần phải lo lắng về tương lai. Vì những người như họ không có tương lai, chỉ cần sống sót. Tôi sẽ đi tìm tên đó để trả thù và tìm xem con quỷ đó chạy đi đâu. Anh ở lại canh giữ con ác quỷ này, nhốt hắn lại, không có vấn đề gì chứ. Nếu là trước khi vào khách sạn, Dương Gian sẽ không đồng ý với đề nghị của Tô Viễn. Nhưng sau khi Tô Viễn tiết lộ rằng hắn đã điều khiển quỷ đói, Dương Gian không còn từ chối đề nghị của hắn nữa. Bởi vì tên này đã điều khiển được quỷ đói, con quỷ báo giấy chắc cũng không phải là đối thủ của Tô Viễn. Chưa nói đến, chỉ cần thả lũ quỷ bào thai ra, con quỷ báo giấy có lẽ không đủ để chúng gặm nhấm. Vì quỷ đói thực sự cần ăn quỷ để trưởng thành. Dương Gian gọi điện thoại vệ tinh, nhanh chóng một cỗ quan tài bằng vàng đã được chuẩn bị sẵn được đưa vào. Trong khi đó, Tô Viễn đã rời khỏi nhà hàng. Hai người chia ra hành động. Bằng cách này, cũng không phải lo lắng về việc bị ràng buộc trước mặt Dương Gian. Sự xuất hiện của Toshio đã đủ làm Dương Gian kinh hãi. Nếu thả ra cả Kazako, có lẽ sẽ khiến Dương Gian nghi ngờ. Nhưng sau khi rời khỏi nhà hàng, hắn không đi sâu vào khách sạn mà xuất hiện ở một nơi kỳ lạ. Quỷ vực Hoàng Sơn Thôn. Xung quanh là những công trình đổ nát, hoang tàn, mang đậm phong cách thời dân quốc. Tuy nhiên, có một ngôi nhà hoàn toàn không phù hợp với cảnh vật nơi đây. Mở cửa ngôi nhà có bảng hiệu ghi tên Saki, Tô Viễn tiến thẳng vào trong ngôi nhà ma, chẳng mấy chốc, từ tầng 2 truyền ra âm thanh đáng sợ. Gừ 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 gừ. Không lâu sau, một người phụ nữ tóc xõa, mặc áo trắng dính máu từ cầu thang bỏ xuống, từ từ tiến lại gần Tô Viễn. Là Kazako. Nó mở đôi mắt đẫm máu nhìn Tô Viễn, trong mắt đầy căm hận không thể xóa bỏ, làm người ta cảm thấy kinh hãi. Nhưng Tô Viễn dường như đã quen với điều này. Phía sau hắn, Toshio đứng yên, mặc chiếc áo quỷ, nghiêng đầu tò mò nhìn Tô Viễn và Kazako. Giúp tôi tìm một người ngự quỷ. Hắn đã tấn công tôi. Tìm hắn, đưa hắn vào ngôi nhà ma này. Làm được không? Tô Viễn ra lệnh trực tiếp cho Kazako. Hắn đặt rất nhiều hy vọng vào Kazako, cũng tò mò về khả năng của nó. Vì vậy, đây là một thử nghiệm, kiểm tra khả năng của Kazako. Nó từ phim ảnh xuất hiện trong thế giới hồi sinh bí ẩn này, sẽ có khả năng gì? Gừ 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 gừ. Kazako vẫn giữ vẻ mặt đáng sợ, phát ra âm thanh kỳ lạ không rõ nghĩa từ cổ họng. Sau đó, nó làm một động tác bất ngờ. Kazako đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Tô Viễn. Trong chớp mắt, một cảm giác rợn người xuất hiện. Khi Kazako nắm tay Tô Viễn, hắn cảm thấy tinh thần mơ hồ, một người lạ mà quen thuộc, xuất hiện xung quanh. Những hình bóng đó mờ ảo, trong suốt, như thể chỉ là một ảnh hưởng đặc biệt, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đứng trước là một người quen và hai người vừa mới chia tay không lâu. Dương Gian, sao hắn lại xuất hiện trong ngôi nhà ma? Mắt Tô Viễn mở to, nhận ra người đàn ông đó. Nhưng Dương Gian trong ngôi nhà ma mặt trắng bệch, đầy hơi thở chết chóc, mờ ảo vặn vẹo, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Con mắt ma trên trán hắn liên tục xoay tròn, như đang quan sát điều gì đó. Đây là chuyện gì? Khả năng của Kazako sao? Tô Viễn ngạc nhiên vô cùng. Tay Kazako rất lạnh, rất cứng, không có cảm giác mềm mại của phụ nữ. Nắm tay như nắm lấy một xác chết lạnh lẽo, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn có thể nhìn thấy những hình bóng kỳ lạ xuất hiện. Một sợi dây kỳ lạ, như không tồn tại, kết nối những hình bóng mờ ảo đó và tất cả đều bắt nguồn từ Tô Viễn. Những hình bóng đó là những người gần đây đã tiếp xúc với Tô Viễn. Trong khoảnh khắc này, Tô Viễn như trở thành nguồn gốc. Đây là môi giới,
kết nối với mục tiêu mà hắn đã tiếp xúc, nhưng người phát tán lời nguyền lại là Kazako. Chương 384: Cách thức nguyền rủa đặc biệt. Những hình bóng mờ ảo lần lượt xuất hiện trước mắt Tô Viễn, mang lại cảm giác không thực. Những bóng người này có nam có nữ, có già có trẻ, đều là những người Tô Viễn đã tiếp xúc gần đây. Trong số những bóng người này, Tô Viễn còn thấy nhiều người quen thuộc. Có Dương Gian, có Đồng Thiến, có Triệu Kiến Quốc, có Ngô Thu Vũ và nhiều người khác. Những người mới tiếp xúc gần đây thì bóng hình càng rõ ràng, sống động, trong khi những người đã tiếp xúc lâu hơn thì bóng hình càng mờ nhạt, mặt trắng bệch, như sắp biến mất. Một số sợi dây kết nối đã bị đứt, không biết là mục tiêu ban đầu đã chết hay vì lý do khác, chẳng hạn như quỷ. Nhưng điều làm Tô Viễn chú ý là hình bóng của cô gái mà hắn gặp ở rạp chiếu phim linh dị là mờ ảo nhất, vặn vẹo và không ổn định, như bị ảnh hưởng bởi điều gì đó, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, không biết có phải vì rạp chiếu phim linh dị không. Tuy nhiên, Tô Viễn không quan tâm đến cô gái đó, việc quan trọng là tìm được tên ngoại quốc kia. Nhanh chóng, hắn tìm thấy hình bóng của người đã tấn công hắn, hình bóng đó rõ ràng, sống động, nhưng có nhiều chỗ bị che khuất, như bị một thứ gì đó linh dị che đậy. Có thể là một trong những con quỷ mà người đó điều khiển, Tô Viễn đoán thầm. Những gì tôi thấy không phải người thật, mà là hiện tượng linh dị, là hiện thân của khả năng của Kazako. Có thể đây là một lời nguyền, kết nối mọi thứ là những sợi dây kỳ quái, bất kỳ ai bị kết nối đều có thể bị Kazako tấn công. Nó là nguồn, còn tôi là môi giới, chỉ là công cụ để phát tán lời nguyền. Trong đầu Tô Viễn chợt nhớ đến một con quỷ rất đặc biệt. Con quỷ ước nguyện từng kiểm soát Triệu Khai Minh ở thành phố Đại Sương, con quỷ đó có khả năng rất đặc biệt và cách thể hiện của nó. Cũng là một lời nguyền đủ kỳ quái. Giết một người để đổi lấy một điều ước, không biết so với Kazako, con nào mạnh hơn. Khi Tô Viễn đang suy nghĩ, Kazako đã hành động. Nó nắm lấy sợi dây kết nối với người điều khiển quỷ kia, từ từ kéo sợi dây ra khỏi người Tô Viễn, phát ra âm thanh kinh hoàng và rợn người từ cổ họng. Gừ 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 gừ. Trong âm thanh rợn người đó, một cái bóng mờ ảo xuất hiện, không rõ hình dạng, như một người, nhưng cũng như một cái bóng không rõ nét. Rồi cái bóng đó dần hiện rõ hình dáng, có tay chân, ngũ quan. Hình thể cũng dần cố định, nhìn giống hệt người điều khiển quỷ ngoại quốc đã tấn công Tô Viễn. Nhưng khác biệt là cái bóng trong ngôi nhà ma toàn thân đen trắng, như bước ra từ một bức ảnh chân dung người chết. Tô Viễn chăm chú quan sát cái bóng trước mắt, không hiểu ý nghĩa của nó. Đột nhiên, cái bóng đen trắng đó di chuyển, hoặc nên nói là hiện tượng linh dị đó bắt đầu bước đi, hướng ra ngoài ngôi nhà ma. Và Kazako không cản trở, vẫn nằm trên sàn, phát ra âm thanh kỳ quái không rõ nghĩa, nhìn cái bóng đen trắng rời đi. Trong cảm nhận, cái bóng đen trắng biến mất ngay khi rời khỏi ngôi nhà ma, ngay cả khi đang trong quỷ vực, Tô Viễn cũng không cảm nhận được hướng đi của nó. Khi đó, Kazako buông tay Tô Viễn, quay lại bò lên cầu thang. Chuyện này đã kết thúc. Tô Viễn hơi ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa, nhưng nhanh chóng hắn có một suy đoán, có lẽ Kazako đã phát tán lời nguyền, nên cần thời gian chờ đợi. Trong khi Tô Viễn chờ đợi kết quả trong ngôi nhà ma, tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang trốn trong một phòng ở tầng 3 của khách sạn. Sau khi thoát khỏi quỷ vực của Toshio, hắn ẩn náu ở đây, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đau đớn run rẩy, lăn lộn trên sàn, hét lên thảm thiết. Dưới làn da hắn, có dấu hiệu nhúc nhích kỳ lạ, như có hàng ngàn con sâu bò lổm ngổm, khiến hắn đau đến co rút cơ bắp, nỗi đau như linh hồn bị nghiền nát. Đây là hậu quả của việc sử dụng cây thánh giá linh dị, nó là một vật tiêu hao một lần. Sử dụng xong có thể khai thác tối đa sức mạnh linh dị, tất nhiên, cũng có cái giá phải trả. Như hiện tại, cân bằng trong cơ thể bị phá vỡ, chỉ còn cách duy trì ngưỡng phục sinh của linh dị. Một khi vượt qua ngưỡng này, hắn chắc chắn sẽ phục sinh. Phòng tối om, trong bóng tối, hắn cố gắng khôi phục sự cân bằng, nhưng không nhận ra gần đó có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế. Cầm tờ báo che mặt, như hòa vào bóng tối, đọc báo rất nghiêm túc, không nói một lời. À, đau quá. Dương Gian, sao anh không chết đi, đồ chết tiệt Dương Gian, tôi sẽ giết anh, nhất định sẽ giết anh. Không biết bao lâu sau, khi nỗi đau dịu đi, hắn đứng dậy, dựa vào tường, toàn thân co rút. Trong suốt quá trình đó, hắn không ngừng chửi rủa Dương Gian, như có mối thù không đội trời chung với hắn. Kỳ lạ là hắn rõ ràng là người ngoại quốc,
lời chửi rủa cũng lẫn lộn, nhưng tên Dương Gian lại nói rất lưu loát, như đã khắc sâu vào xương tủy. Sau khi đứng yên một lúc, hắn đi đến giường, nằm xuống, như mệt mỏi cực độ và ngủ thiếp đi. Người đàn ông trung niên cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường, không nói lời nào, cầm tờ báo che mặt, cúi đầu đọc. Phòng gần như tối đen, không thể đọc được chữ trên báo, nhưng người đàn ông trung niên ngồi trên giường không nhúc nhích. Tay giơ lên cầm báo, che mặt, không thấy rõ diện mạo, dường như có hay không có ánh sáng cũng không ảnh hưởng gì. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 385, Ký ức bị thay đổi. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ không rõ ràng, thân hình thẳng đứng và cứng nhắc ngồi ở đầu giường của lão ngoại. Hắn cầm một tờ báo, bất động, như thể đang chăm chú đọc tin tức trên báo. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, căn phòng tối tăm này không phù hợp để đọc báo. Hơn nữa, từ lúc người ngự quỷ này vào phòng đến giờ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế này, như thể hắn luôn ở trong căn phòng này, chưa bao giờ rời đi. Hành vi của người này cũng rất kỳ lạ, giống như một xác chết bất động, duy nhất có một lần di chuyển là từ chiếc ghế trong phòng đến đầu giường. Chỉ là sự thay đổi vị trí, từ xa đến gần. Sự tiếp cận này lại mang đến một cảm giác đe dọa và sợ hãi không rõ ràng. Bỗng nhiên, lão ngoại mở mắt ra, như thể cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía đầu giường, ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cầm tờ báo. Nhưng kỳ lạ là hắn không có phản ứng gì. Điều này hoàn toàn không thể, vì bất kỳ người ngự quỷ nào đều có cảnh giác cao, vì những người có cảnh giác kém không thể sống sót qua các sự kiện linh dị. Vì vậy, mỗi người ngự quỷ mặc dù đều là những kẻ điên rồ, nhưng nếu không có đầu óc, họ khó mà điều khiển được hai con quỷ. Phản ứng của người ngự quỷ này rõ ràng không bình thường khi phát hiện ra người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường của mình. Hắn không hề có bất kỳ sự phòng bị hay biện pháp đối phó nào, ngược lại còn đưa tay ra ôm lấy người đàn ông kỳ lạ kia. Ồ, cưng à, bây giờ tôi rất mệt, không có thời gian ở bên cưng, để tôi nghỉ một chút, lát nữa tôi sẽ ở bên cưng nhé. Người đàn ông trung niên không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế bất động, nhìn vào tờ báo trên tay. Chính hành vi này khiến người ngự quỷ nhận ra điều bất thường, vì theo thói quen bình thường, người yêu của hắn chắc chắn sẽ phản ứng lại. Hoặc là một nụ hôn nhẹ nhàng, hoặc là vài lời an ủi, nhưng tại sao người yêu lại không hề động đậy và không nói một lời? Tại sao người yêu lại ngồi bên cạnh mình đọc báo? Cô ấy có thói quen này từ khi nào? Trong khoảnh khắc này, người ngự quỷ bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Hai người sống cùng nhau trong một thời gian dài, hiểu rõ thói quen của nhau, nhưng hắn chưa bao giờ biết người yêu có thói quen đọc báo từ bao giờ. Ngay cả lúc này, trong đầu lão ngoại vẫn nghĩ người trước mặt chính là người yêu của mình, mọi thứ đều tự nhiên, không có chút giả tạo nào. Rõ ràng, ký ức của hắn đã bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hắn không nghĩ nhiều mà đưa tay ra kéo tờ báo ra khỏi mặt người kia. Nhưng ngay lập tức hắn phát hiện một góc của tờ báo đầy máu, như thể bị ngâm trong máu tươi và màu đỏ tươi đậm dường như muốn nhỏ giọt xuống. Tờ báo thấm đầy máu tươi, người bình thường có thể đọc loại báo này không? Ngay lập tức, hắn nhận ra điều không ổn, nhất là khi nhìn thấy tờ báo, ký ức trong đầu hắn như rối loạn, mang đến cảm giác đau đớn không rõ ràng. Tại sao mình lại ở đây, không phải mình nên ở trong rạp chiếu phim sao? Đúng rồi, rạp chiếu phim linh dị, mình là người xem, không? Mình không phải là khán giả, mình là diễn viên. Đúng, mình đã chọn trở thành diễn viên, tham gia vào quá trình quay phim linh dị, nhưng Dương Gian là ai? Tại sao mình phải giết hắn? Tại sao Dương Gian phải chết? Ai bảo mình giết hắn? Không đúng, người ngồi trên đầu giường là ai? Hắn không phải là người yêu của mình, hắn là quỷ. Những ký ức hỗn loạn tràn vào tâm trí, người đàn ông nhanh chóng nhớ lại nhiều điều bị lãng quên do bị tấn công. Rõ ràng là một loại linh dị nào đó đã mất hiệu lực. Nhớ lại tất cả những gì đã bị lãng quên, lão ngoại ngay lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. Và vào lúc này, người đàn ông cầm báo đột nhiên có động tác, đầu hắn quay lại với tốc độ kỳ lạ, đối mặt với người đàn ông. Ngay lập tức, lão ngoại hoảng sợ lùi lại. Bởi vì người đàn ông này, khuôn mặt của hắn trông vô cùng quái dị. Khuôn mặt này trông tái nhợt và quái dị, có mũi có miệng,
dường như là của nam hay nữ, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tái nhợt và quái dị. Nếu Dương Gian hoặc Tô Viễn ở đây, chắc chắn họ sẽ nhận ra đây là khuôn mặt của quỷ của Đồng Thiến. Ngay lập tức, lão ngoại rùng mình. Khi nào? Khi nào con quỷ này lẻn vào đây? Khi nào nó xuất hiện trong phòng? Và ký ức của mình bị thay đổi khi nào? Những suy nghĩ hỗn loạn tràn vào tâm trí, nhưng ngay lập tức, tất cả đều bị gạt bỏ. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng lúc này là rời khỏi đây, sống sót khỏi con quỷ này. Đi! Trong lòng lão ngoại hét lên, không nói lời nào, chuẩn bị sử dụng sức mạnh của quỷ mà hắn điều khiển. Hoàn toàn xác định, người đàn ông này chính là quỷ. Tuy nhiên, ngay lập tức, hắn bị đập vào mặt, như thể đụng phải thứ gì đó. Một tờ báo dán chặt vào mặt hắn. Tờ báo dính chặt vào mặt hắn, nhớp nháp, hôi thối, như thể ngấm đầy máu tươi, ngay lập tức dính chặt vào. Hắn vô thức muốn xé ra, nhưng tờ báo thấm đầy máu này như thể hòa vào da mặt hắn, xé ra, mặt hắn đau đớn vô cùng và không dễ dàng xé ra được. Chết tiệt! Lúc này, hắn ngay lập tức sử dụng sức mạnh, dù mới tìm lại được cân bằng, tiếp tục sử dụng sức mạnh, sẽ có khả năng cao dẫn đến quỷ phục sinh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ chết ở đây. Tờ báo dính chặt vào mặt hắn, co lại, chặt chẽ dán vào mặt, cảm giác ngạt thở và chóng mặt nhanh chóng truyền đến. Cùng lúc đó, cơ thể hắn lại tỏa ra mùi hôi thối, rõ ràng là hắn đã sử dụng sức mạnh, tình hình dường như được cải thiện. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt kỳ lạ của người đàn ông trung niên đó nở một nụ cười kỳ dị, miệng hắn mở ra, phát ra tiếng cười ghê rợn. Tiếng cười không thể diễn tả bằng lời, sắc bén và quái dị, khiến người ta rùng mình, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta vô thức nhận ra đây là tiếng cười của quỷ, không thể nào là tiếng cười của con người. Tiếng cười của quỷ vang lên, tình hình chuyển biến xấu. Chỉ trong vài phút, người đàn ông nằm im không động đậy, không còn hơi thở, như thể đã chết. Nhưng hắn chưa chết, khuôn mặt và ký ức của hắn đã bị tờ báo đầy máu kỳ quái lấy đi. Người đàn ông trung niên giống như quỷ cầm tờ báo lên. Tờ báo dán chặt một khuôn mặt người sống động, dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng biểu cảm còn lại vẫn lộ rõ sự tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng khi lật mặt sau của khuôn mặt người, có thể thấy những chữ viết ngoằn ngoèo. Quên đi việc bị tấn công, giết Dương Gian, kẻ thù, chết. Ngay lập tức, khuôn mặt người lại bị con quỷ bắt đầu viết, nhưng lần này, không ai biết nó viết gì. Cùng lúc đó, động tác của người đàn ông trung niên dừng lại, đầu hắn quay về phía khác, khu. Ôn mặt cười kỳ dị nhìn về phía cửa phòng. Ở đó, một người đàn ông toàn thân đen trắng, như thể bước ra từ bức di ảnh, không biểu cảm, đi thẳng về phía giường. Xuyên qua cửa phòng và bức tường, khuôn mặt của hắn trông giống hệt người ngự quỷ kia, không khác chút nào. Chương 386, không thể vào. Đây là lời nguyền linh dị mà Kazako đã phát tán. Nó tìm thấy vật chủ theo một quy luật nào đó trong cõi vô hình, không ai biết lời nguyền này sẽ mang lại hậu quả gì, cũng không ai biết nó chứa đựng loại linh dị nào. Nếu có người ngự quỷ tại hiện trường, họ sẽ cho rằng đó là một loại ác quỷ chưa biết. Hiện tại, người ngự quỷ duy nhất có mặt là lão ngoại quốc, nhưng hắn đã bị người đàn ông trung niên kỳ quái tấn công, khuôn mặt bị tờ báo dính máu lấy đi. Rõ ràng đó cũng là một con quỷ, chính là quỷ báo chí mà Dương Gian đang tìm kiếm. Không có gì bất ngờ, nó đã có được khuôn mặt quỷ đằng sau đầu của Đồng Thiến, mảnh ghép đã được hoàn thành thêm, trở nên đáng sợ hơn. Khuôn mặt với nụ cười quái dị quay sang nhìn về phía cửa phòng, còn bóng đen trắng như bước ra từ di ảnh cũng đang tiến đến chỗ người ngự quỷ nằm trên giường. Bỗng dưng, miệng của khuôn mặt trên người đàn ông trung niên rách ra, phát ra tiếng cười kinh dị, âm thanh không thể dùng lời để diễn tả, sắc nhọn và quái lạ, khiến người nghe rùng mình. Căn phòng lập tức tràn ngập tiếng cười đáng sợ này, giống như tiếng khóc của quỷ khóc, người bình thường nghe thấy sẽ chết ngay lập tức, ngay cả người ngự quỷ cũng không thể chống cự lâu. Nhưng kỳ lạ là, bóng đen trắng lại không bị ảnh hưởng chút nào, như thể nó và tiếng cười của quỷ nằm trên hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, tiếng cười không ảnh hưởng đến bóng đen trắng. Thấy tình hình như vậy, người đàn ông trung niên dừng lại tiếng cười quỷ, bởi tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Con quỷ có khả năng thay đổi ký ức này dường như đã có khả năng suy nghĩ. Khi thấy bóng đen trắng kỳ lạ đi vào cơ thể người đàn ông trên giường, nó cầm lấy tờ báo, cùng với khuôn mặt người đó, quay lưng rời khỏi phòng. Đúng vậy, nó đã rời đi,
từ bỏ người đàn ông này và cả con quỷ mà hắn ngự quỷ. Có lẽ vì nó đã chiếm đoạt quá nhiều khuôn mặt và ký ức, bản thân cũng bị ảnh hưởng. Giống như thông tin trên tờ giấy da người mà Dương Gian thu thập được khi ngự quỷ đầu quỷ, về câu hỏi liệu ý thức của con người có phải là một quy luật linh dị nào đó không. Có thể từ một góc độ nào đó, ý thức của con người cũng có thể được coi là một quy luật linh dị. Nếu sự ngừng hoạt động của quỷ là quá trình đối kháng giữa linh dị và linh dị, từ đó khiến quỷ buộc phải dừng hoạt động. Vậy khi quỷ sử dụng quy luật để giết người, liệu có thể vì giết quá nhiều người mà cũng bị ảnh hưởng bởi con người không? Giống như quỷ báo chí này, sau khi thay đổi quá nhiều ký ức, có thể nó cũng đã sinh ra một loại trí tuệ độc đáo nào đó. Những tồn tại như vậy có thể được gọi là dị loại. Có lẽ nó cảm thấy con quỷ trên người ngự quỷ này không có giá trị. Khi rời đi, nó chỉ mang theo tờ báo và khuôn mặt người. Nhưng người ngoại quốc này sau khi bị lấy mất khuôn mặt vẫn chưa chết, con quỷ trong cơ thể hắn vẫn duy trì sự sống cho hắn bằng sức mạnh linh dị. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài. Sau một thời gian, chắc chắn hắn sẽ chết vì sự phục sinh của quỷ. Sau khi quỷ báo chí rời đi không lâu, tình hình trong phòng có thay đổi chút ít. Người ngự quỷ nằm trên giường, khuôn mặt bị lấy đi, chỉ có lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Nhưng tấm chăn dưới người hắn lại kỳ lạ phồng lên một cục, cục này di chuyển chậm rãi, nhanh chóng di chuyển đến đầu kia của chăn. Sau đó, một âm thanh kinh dị vọng lại trong phòng. Ừ, ừ, ừ. Một cái đầu người với mái tóc dài rối tung chui ra từ dưới chăn, qua lớp tóc rối có thể thấy đôi mắt đầy oán hận, là Kazako. Nó đã xuất hiện trong phòng theo cách nào đó, nhưng người ngự quỷ không thể phản kháng, vì khuôn mặt bị lấy đi, hắn mất đi ý thức, không thể chống cự và bị Kazako kéo vào dưới chăn. Đợi trong quỷ vực một lúc lâu mà không thấy động tĩnh, khi Tô Viễn tưởng rằng mình phải tự tìm lão ngoại, thì từ tầng 2 của ngôi nhà vang lên tiếng động. Sau đó một người cao lớn lăn xuống cầu thang. Đây là... Tô Viễn kinh ngạc vì người này mặc trang phục giống hệt người đã tấn công hắn và Dương Gian trước đó. Hắn bước lên kiểm tra. Quả nhiên không sai, chính là hắn. Nhưng sao hắn lại đến ngôi nhà ma này? Kazako đã mang hắn về sao? Không phải nói Kazako không thể rời khỏi ngôi nhà ma sao? Vì người đã đến ngôi nhà ma, không cần lo hắn có thể gây ra sóng gió. Tô Viễn lật người lão ngoại lên, chuẩn bị hỏi một vài câu, nhưng bất ngờ thấy một khuôn mặt không có ngũ quan, mắt hắn co lại. Không có ngũ quan, chỉ có da thịt mịn màng. Người không mặt. Không, khuôn mặt của hắn bị lấy mất. Tô Viễn nhớ rõ, khi tấn công hai người trước đó, hắn có khuôn mặt và ánh mắt đầy hận thù và sát ý hướng về Dương Gian. Chính điều đó khiến Tô Viễn hiểu nhầm rằng mục tiêu là Dương Gian. Vậy sau khi bỏ chạy, hắn đã gặp phải quỷ báo chí, bị lấy mất khuôn mặt. Tại sao con quỷ trên người hắn vẫn còn? Tô Viễn có cảm giác về sự hiện diện của con quỷ mà người ngự quỷ này điều khiển, một cảm giác tế nhị giữa những người ngự quỷ. Điều này khiến Tô Viễn đoán rằng có lẽ quỷ báo chí không hứng thú với linh dị trên người hắn, hoặc hai bên không tương thích. Dù sao cũng chỉ là suy đoán, hành vi của quỷ không ai có thể đoán trước được, hiện tại khuôn mặt của người này bị lấy đi. Hỏi thăm không thể thu thập được thông tin, Tô Viễn không do dự biến hắn thành một lần ký tên. Hệ thống, cho tôi ký tên. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ nến đỏ. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ nến trắng. Thật tốt, một trắng một đỏ, không trùng nhau. Tô Viễn thầm nghĩ và ra lệnh cho Toshio. Toshio, ăn hắn đi. Người này đã chết, con quỷ đã phục sinh, xác chết bắt đầu phát ra mùi hôi thối, cơ thể co giật. Nhưng lần này, Toshio hiếm khi không hành động. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 387, Đồng Thiến. Có phải do quá hôi thối nên không muốn ăn, sợ ăn xong sẽ đau bụng? Nhìn Toshio không động đậy, dường như rất không có hứng ăn, Tô Viễn không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hóa ra ngay cả quỷ đói cũng kén ăn sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mùi hôi thối khủng khiếp này quả thực rất đáng sợ, lan tỏa khắp nơi, người bình thường chỉ cần ngửi thấy một chút thôi cũng có thể bị chết ngạt. Thật khó mà tưởng tượng trong thế giới thần bí phục sinh lại có loại ác quỷ như vậy. Nhìn mùi hôi ngày càng nồng nặc, Tô Viễn vội vàng ném cây đinh quan tài ra, đinh vào xác đang phục sinh, ngăn chặn quá trình phục sinh.
lỡ mà làm hôi thối cả ngôi nhà ma thì thật không tốt. Nhưng tiếp theo, việc xử lý xác chết này lại khiến Tô Viễn gặp khó khăn. Toshio không muốn ăn do mùi hôi, còn con quỷ khác lại không biết làm thế nào để tách ra, vứt ra ngoài cũng không được, thật là phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách nhờ vả Kazako. Kazako, phiền cô xử lý cái xác này, đừng để nó có cơ hội hoạt động. Nếu cô muốn ăn nó cũng được, tùy cô thôi. Lần đầu tiên hành động đã thất bại. Dương Gian quay lại nhìn hành lang tối om, không có thứ gì. Xuất hiện, Tô Viễn cũng biến mất, tiếng cười ghê rợn cũng biến mất. Cuộc đối đầu đầu tiên với con quỷ có khả năng thay đổi ký ức chỉ đến đây thôi. Cả hai bên tạm thời không làm gì được nhau. Nhưng Dương Gian biết, lần này người chịu thiệt vẫn là hắn, nếu không có Tô Viễn hỗ trợ, thì rất có khả năng hắn đã chết ở đây. Cuộc đối đầu với ác quỷ nếu không thành công tức là thất bại, vì con người không thể thử nghiệm nhiều lần, còn ác quỷ thì có thể. Con quỷ đó bây giờ đã trở nên đáng sợ hơn, còn lấy được khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến, ai biết lần gặp tiếp theo nó sẽ phát triển đến mức nào. Nó đã học được cách đặt bẫy, không thể tiếp tục cho nó thời gian, phải nhanh chóng giam giữ nó, nếu không, lần sau chưa chắc đã may mắn như lần này. Tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ khác. Dương Gian quay lại nhìn xác chết cao lớn cầm cây đao, xác vẫn im lặng, duy trì sự cân bằng kỳ diệu với ngón tay quỷ, nhưng sự cân bằng này không lâu dài, phải giam giữ sớm. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn cây đao trên tay xác chết, cây đao này rất đáng sợ, thậm chí có thể cắt đứt cả quỷ vực. Nhưng tiếc là chưa thể lấy nó ra khỏi tay xác chết, nếu không đã có thể biết công dụng của cây đao này. Đang suy nghĩ, Dương Gian nhìn thấy Tô Viễn bước nhanh đến. Giải quyết xong rồi. Người đã giải quyết xong, nhưng chưa tìm thấy con quỷ. Tô Viễn bình tĩnh nói, sau khi giao cái xác phục sinh cho Kazako, hắn rời khỏi ngôi nhà ma, thu lại những quỷ nhi giai đoạn đầu đã thả ra. Một điểm Dương Gian không sai, những thứ đáng sợ này không thể thả ra ngoài lâu, nếu một con đi lạc, thì thật là tồi tệ. Dù sao quỷ nhi giai đoạn đầu có quy luật giết người là chỉ cần nhìn thấy sẽ tấn công. Nhưng có một tin xấu, khi tôi tìm thấy người đó, hắn đã mất khả năng kháng cự và khuôn mặt đã bị lấy mất. Tô Viễn mang đến tin xấu, Dương Gian cau mày, người đó bị tấn công. Chắc là ký ức đã bị thay đổi từ trước, nếu không thì không thể vô duyên vô cớ tấn công chúng ta. Tôi cũng nghĩ vậy, Tô Viễn nói. Bây giờ không phải lúc lo lắng về chuyện này, phải tạm thời rút lui và thảo luận lại đối sách. Cách tốt nhất là tìm Đồng Thiến và Phùng Toàn, xác nhận xem họ đã chết chưa. Nếu không, những người đã ra vào khách sạn này đều không đáng tin, rất có thể ký ức của họ đã bị thay đổi. Được, đồ giam giữ quỷ đã chuẩn bị xong chưa? Đã thông báo cho tổng bộ, sẽ sớm được gửi đến. Tô Viễn không có ý kiến, hai người nhanh chóng đưa xác chết cao lớn trở lại đại sảnh, với găng tay làm bằng vàng cách ly ảnh hưởng linh dị, chạm vào xác chết không có gì xảy ra. Trở lại đại sảnh, cô Lễ Tân vẫn đứng đó không động đậy, biểu cảm giống hệt trước, mỉm cười, nét mặt cứng đờ. Để tránh bất trắc, hai người không đưa xác chết ra khỏi khách sạn mà chờ đợi đồ giam giữ đến. Ngồi nghỉ chút đi, lập kế hoạch lại, không thể cứ xông vào, nơi này không biết còn bao nhiêu thứ đáng sợ, phải tìm cách khác. Dương Gian nói. Ồ, Viễn nhún vai, đầu óc anh giỏi thì anh nói đi. Anh định làm gì? Phải xác định tình trạng của những người chịu trách nhiệm khác, như Đồng Thiến và Phùng Toàn, họ đều là người ngự quỷ lâu năm. Nếu họ thực sự chết, cũng phải tìm được điện thoại của họ, với tính cách của họ, không thể không để lại tin nhắn. Nếu không được, tôi có phương án khác. Nói đến đây, hắn dừng lại. Phương án khác là Dương Gian phải đến phòng 13 hoặc 31 để thử vận may. Chuyện này, Dương Gian không nói với Tô Viễn vì có sự không chắc chắn. Thông tin từ nhật ký của Triệu Lỗi trước khi chết và manh mối trong tủ quỷ hoàn toàn khác nhau, khiến hắn do dự. Đồng Thiến, Phùng Toàn. Đồng Thiến đang đứng cười ở quầy Lễ Tân, Phùng Toàn có lẽ ở trên lầu. Tô Viễn thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn cô Lễ Tân vẫn đang mỉm cười. Sau đó nhìn Dương Gian tự mình cầm điện thoại định vị các người chịu trách nhiệm khác. Mở điện thoại định vị vệ tinh, Dương Gian lập tức thấy trên bản đồ 3D xuất hiện 3 tín hiệu. Điều này là sao? Nghĩa là xung quanh hắn có 3 điện thoại định vị vệ tinh dành cho người chịu trách nhiệm. Hai tín hiệu gần nhau, hiển thị trên đầu. Nhưng tín hiệu thứ ba khiến Dương Gian sững sờ. Vì tín hiệu này gần hơn hai tín hiệu kia, gần đến mức gần như ở bên cạnh hắn và Tô Viễn. Cách không đến 10 mét,
nhưng hai người đang ở đại sảnh, xung quanh không có gì, đại sảnh rộng khoảng 10 mét. Nghĩa là điện thoại định vị của người chịu trách nhiệm đang ở đại sảnh này. Nhận ra điều này, Dương Gian theo hướng tín hiệu, chăm chú nhìn cô lễ tân đang mỉm cười. Đại sảnh không có gì bất thường, chỉ có quầy lễ tân và cô lễ tân này là có vấn đề. Vậy đó là Đồng Thiến. Chương 388, Người chết sống lại, 1. Gọi điện cho Đồng Thiến giúp tôi. Dương Gian gọi cho nhân viên trực tổng đài Lưu Tiểu Vũ và nói với cô ta. Từ khi vào thành phố Trung Sơn, nhân viên trực tổng đài của hắn luôn túc trực 24/24, điều này cũng tương tự như với Tô Viễn. Khác biệt là Tô Viễn rất ít khi liên lạc với tổng bộ. Được, nhưng Đồng Thiến ở thành phố Trung Sơn đã mất liên lạc. Điện thoại vệ tinh của cô ấy không thể gọi được, vị trí cuối cùng bị mất tín hiệu là ở khách sạn Seja trong thành phố Trung Sơn. Anh chắc chắn muốn gọi không? Làm theo lời tôi nói. Dương Gian lập tức đáp. Được thôi. Lưu Tiểu Vũ nhanh chóng hành động. Theo yêu cầu của Dương Gian, cô thông báo cho nhân viên trực tổng đài của Đồng Thiến, chọn kết nối lại cuộc gọi của cô ấy. Được rồi, điện thoại của Đồng Thiến đã được kết nối. Nghe Lưu Tiểu Vũ báo cáo, Dương Gian nhíu mày, vì lúc này trong đại sảnh im lặng, không có âm thanh nào phát ra. Như vậy không được. Tô Viễn bước tới và nói, mặc dù biết cô lễ tân trước mặt là Đồng Thiến, nhưng hắn cũng không tiết lộ. Anh cần tạo ra âm thanh để xác định vị trí, nếu không sẽ không tìm được điện thoại vệ tinh. Dương Gian suy nghĩ một lúc rồi nói, khi kết nối điện thoại có âm báo không? Tôi cần xác định vị trí chính xác của điện thoại đó, định vị, chỉ cho ra một khu vực chung chung. Lời này hắn nói với Lưu Tiểu Vũ, và cô ta nhanh chóng đáp lại. Không có âm báo khi kết nối vì lý do an toàn, nhưng tôi có thể phát âm thanh từ phòng điều khiển qua điện thoại đó, coi như là âm báo. Được, làm như vậy đi. À, cho tôi một ly thuốc tăng cường sinh lực, để tôi một đêm không yếu. Tô Viễn trầm mặc, âm thanh không phát ra từ điện thoại của Dương Gian, nhưng lại vang lên trong đại sảnh khách sạn. Mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng trong tình huống cả Tô Viễn và Dương Gian đều giữ im lặng, xung quanh cũng yên tĩnh đáng sợ, nên có thể nghe rõ ràng. Nguồn âm thanh đó phát ra từ cơ thể cô lễ tân. Điện thoại vệ tinh của Đồng Thiến trên người cô ta. Dương Gian nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô lễ tân. Cô ta vẫn mỉm cười, như một xác chết đứng đó, không có biểu cảm nào khác. Tôi muốn xem chuyện gì đang diễn ra. Dương Gian hừ lạnh, sau đó bước nhanh về phía cô lễ tân, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Dưới chân hắn, một cái bóng không đầu đột nhiên đứng lên, đó là quỷ ảnh không đầu. Quỷ ảnh không đầu dưới sự điều khiển của hắn nhanh chóng tiến tới gần cô lễ tân, nhưng khi quỷ ảnh tiếp cận, cô lễ tân không có phản ứng gì, vẫn mỉm cười, biểu cảm hơi cứng đờ đứng đó. Tuy nhiên, không có phản ứng không có nghĩa là Dương Gian sẽ yên tâm. Rất nhanh, quỷ ảnh thu nhỏ lại, trở thành cùng chiều cao và hình dáng với cô lễ tân, rồi tiến thêm một bước, nhanh chóng hòa vào cơ thể cô ta. Có thể thấy rõ ràng cơ thể cô ta run lên một chút, như một con rối bị đóng đinh, không thể động đậy. Lúc này, cơ thể cô ta bị quỷ ảnh kiểm soát. Dương Gian lúc này mới yên tâm tiến lại gần. Quỷ ảnh đã xâm nhập vào cơ thể cô lễ tân, kiểm soát cơ thể cô ta. Chỉ cần không có sự cố, cô lễ tân không thể hành động nữa, dù cô ta có là quỷ. Khi Dương Gian bước tới, Tô Viễn cũng đi theo, tiếng chuông điện thoại vẫn chưa dừng lại vì nhân viên trực tổng đài chưa tắt nhạc. Nhưng khi tiến lại gần, họ phát hiện âm thanh đó không phát ra từ quầy lễ tân, mà từ cơ thể cô lễ tân. Chính xác hơn là, từ bụng cô ta. Tiếng chuông bị cơ thể che lấp, nghe có chút nghẹn ngào, trong tình huống không bị che giấu kỹ càng rất dễ xác định vị trí. Ồ, cô gái này thật tài giỏi. Bụng cô ta có thể hát đấy. Dương Gian trầm mặc. Nhìn vẻ mặt dường như rất ngạc nhiên của Tô Viễn, Dương Gian im lặng không nói gì, sau đó mở ra một con mắt quỷ trên tay, rồi mạnh mẽ thò tay vào cơ thể cô lễ tân, bắt lấy nguồn âm thanh đó. Tay rút ra, mang theo dịch dạ dày, chiếc điện thoại vệ tinh có vẻ bẩn thỉu bị hắn lấy ra. Cô gái này đói quá nên ăn luôn điện thoại. Không, không phải cô ta đói quá, mà là cô ta chính là Đồng Thiến. Dương Gian mặt lạnh nói, đây là trò của con quỷ đó, nó có thể lột ra mặt người khác, đã lột được thì cũng có thể thay đổi khuôn mặt người khác. Đồng Thiến có lẽ đã tự nuốt điện thoại trước, khi chết, cô ấy biết chỉ có cách này mới giữ được điện thoại vệ tinh, nếu không, khi điện thoại bị con quỷ đó tìm thấy trong khách sạn,
có thể sẽ xảy ra một vụ lừa đảo điện thoại khiến những người vào khách sạn sau đó chết oan. Suy luận rất chính xác, nếu không biết anh có hào quang nhân vật chính, tôi đã nghi ngờ anh từng xem Conan rồi. Tô Viễn im lặng đưa tay lên, sờ vào khuôn mặt mỉm cười nhưng có chút cứng đờ của cô Lễ Tân. Khuôn mặt xinh đẹp này cho người ta cảm giác rất đặc biệt, giống như khi chạm vào da người, mềm mại nhưng mang theo sự lạnh lẽo kỳ dị, còn có cảm giác không may. Tô Viễn khẽ dùng lực kéo, khuôn mặt không bật lại như da người bình thường mà bị kéo dài ra, biến dạng không đều, không có sự đàn hồi. Lúc này, Tô Viễn như đang phá hủy hoa, khuôn mặt xinh đẹp của cô Lễ Tân biến dạng, không còn hình dạng con người. Quả nhiên là vậy. Thấy cảnh này, Dương Gian tiến lại, đưa tay ra. Tất nhiên hắn không giống Tô Viễn muốn nghịch khuôn mặt cô Lễ Tân, mà tay hắn có quỷ ảnh lực. Quỷ ảnh có khả năng lắp ráp xác quỷ, việc lấy khuôn mặt người là điều dễ dàng. Giây tiếp theo, khuôn mặt đó bị Dương Gian mạnh mẽ lột xuống, một chiếc mặt nạ người đẫm máu xuất hiện trong tay. Mặt nạ này có lông mày, mắt, ngũ quan rõ ràng, không biết con quỷ đó lấy từ người nào, rồi dùng linh dị đắp lên khuôn mặt cô Lễ Tân. Nhưng phía sau mặt nạ này lại lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ. Dù trên mặt còn máu nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng, đó là Đồng Thiến. Quả nhiên là Đồng Thiến, cô ấy đã bị con quỷ đó thay đổi khuôn mặt. Dương Gian lập tức thu quỷ ảnh lại, buông sự kiểm soát Đồng Thiến. Quỷ ảnh không thể ở trong cơ thể người khác lâu, dù sao nó cũng là quỷ thực sự. Và khi mặt nạ bị lột xuống, cộng thêm quỷ ảnh rút lui, Đồng Thiến ngã xuống đất, như mất ý thức. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 389, Người Chết Sống Lại, 2. Tô Viễn bước lên kiểm tra tình trạng của Đồng Thiến. Cơ thể của cô ta vẫn còn, chỉ là hơi thở rất yếu, nhưng tim vẫn còn đập. Điều này làm cho Tô Viễn thấy kỳ lạ, con quỷ đó không giết cô ta. Tuy nhiên, trạng thái của cô ta giống như đang trong tình trạng ngủ đông hoặc như một người thực vật, mất đi ý thức, ở trong một trạng thái rất kỳ lạ. Vì cả hai đều không phải là chuyên gia, nên không thể xác định liệu Đồng Thiến có thể hồi phục hay không. Tô Viễn liếc nhìn mái tóc của Đồng Thiến, mái tóc dài được búi lên, che kín đỉnh đầu. Hắn đưa tay lật lên, ngay lập tức một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Trên đỉnh đầu của cô ta, da thịt bị xé rách, giống như bị ai đó lột ra, để lại một khoảng trống trơ trọi. Quả nhiên, khuôn mặt quỷ đã bị lấy đi. Con quỷ đó đã lấy đi khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến, nhưng tại sao lại không giết cô ta? Có lẽ là do lúc đó Đồng Thiến không đáp ứng được điều kiện tấn công của con quỷ, hoặc con quỷ đó chỉ có thể lấy đi một khuôn mặt từ một người. Dương Gian nhìn vào đỉnh đầu chọc lóc đầy máu của Đồng Thiến, nhíu mày nói ra phán đoán của mình. Người ta nói rằng khi rụng tóc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, không biết điều đó có đúng không? Không thể xác định được, thông tin quá ít, trừ khi Đồng Thiến tỉnh lại và tự mình hỏi cô ấy, nếu không thì tất cả chỉ là suy đoán vô nghĩa. Tô Viễn nói, nhưng nếu suy luận từ đây, vì Đồng Thiến cũng đã bị tấn công, anh phải sẵn sàng tâm lý rằng Phùng Toàn và những người khác có thể cũng đã gặp chuyện. Dương Gian gật đầu, hắn tự nhiên sẽ đề phòng những người đã vào khách sạn trước, nhưng hiện tại quan trọng hơn là tôi vừa phát hiện cô ấy vẫn còn dấu hiệu của sự sống, nếu may mắn có thể cứu được cô ấy. Tô Viễn nhìn Dương Gian, ngạc nhiên hỏi, anh thích cô ấy à? Dương Gian khó hiểu, sao vừa nói một chút đã thành thích rồi? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Dương Gian, Tô Viễn ngượng ngùng giải thích, không còn khuôn mặt quỷ, cô ấy bây giờ chỉ là một người bình thường. Tôi rất nghi ngờ rằng Đồng Thiến cũng đã bị con quỷ đó thao túng trí nhớ, và nhìn cô ấy hiện tại, rất có thể cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị. Với cách chữa trị thông thường, rất khó cứu được cô ấy. Nói cách khác là không cứu được, đợi chết thôi. Dương Gian không nói, ý anh là để cô ấy ở đây đợi chết. Không phải vậy, ý tôi là, vì cô ấy cũng không chắc chắn có thể cứu được, nên để tôi dùng thử. Nói xong, Dương Gian nhìn Tô Viễn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hóa ra anh còn có sở thích như vậy, điều này không tốt lắm đâu, dù sao Đồng Thiến cũng là người của tổng bộ. Nghe Dương Gian nói vậy, Tô Viễn biết rằng hắn đã hiểu lầm, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi Trương Vĩ. Ý tôi là, dùng cách thông thường không thể cứu được Đồng Thiến, anh cũng biết, những người như chúng ta, khi kiểm soát quỷ, cơ thể đã bị ảnh hưởng bởi linh dị.
Bình thường thì không sao, nhưng khi mất kiểm soát, mọi chuyện đều có thể xảy ra, kể cả Đồng Thiến, tình trạng cơ thể cô ấy cũng không tốt. Nếu tiếp tục như vậy, một khi sức mạnh linh dị duy trì sự sống của cô ấy biến mất, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Vậy anh định làm thế nào? Giải quyết vấn đề phải từ nguyên nhân, vì do sức mạnh linh dị gây ra nên cần dùng sức mạnh linh dị để cứu cô ấy. Không thể phủ nhận rằng điều Tô Viễn nói rất hợp lý, nhưng vấn đề là cả hai dường như không có sức mạnh linh dị để làm việc đó. Cho đến giờ, quỷ đói mà Tô Viễn kiểm soát thì không cần nói, không thể cứu người. Quỷ nhãn và quỷ không đầu của Dương Gian cũng không có khả năng cứu người, ghép nối cơ thể thì được, nhưng cứu người thì khó. Khi Dương Gian đang suy nghĩ về tính khả thi, Tô Viễn lại nói, nhưng trước tiên, chúng ta cần tìm ra con quỷ đó. Vì không chắc chắn trí nhớ của Đồng Thiến có bị thao túng hay không, nên để an toàn, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện trước, rồi mới tính tiếp. Nói ra những lời này, trong đầu Tô Viễn đã có một kế hoạch. Nói thật, mức độ đáng sợ của con quỷ đó không cao, dù có lấy đi khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến cũng vậy. Có thể đối với người ngự quỷ khác là một việc khó, nhưng đối với hắn thì không. Bao gồm cả Dương Gian, nếu không phải vì có nam thi cao lớn và người ngự quỷ ngoại quốc kia, hắn một mình cũng có thể giải quyết. Khó khăn là con quỷ đó không biết có phải vì đã thao túng quá nhiều trí nhớ, lấy đi quá nhiều khuôn mặt mà tự xuất hiện bất thường, có dấu hiệu có trí thông minh. Đây là điều rất đáng sợ. Đến giờ, linh dị sự kiện có thể kiểm soát được phần lớn là vì quỷ không có trí thông minh, chủ yếu hành động theo quy luật giết người của mình. Nhưng nếu xuất hiện trường hợp ngoại lệ, việc giải quyết linh dị sự kiện sẽ trở nên vô cùng khó khăn và chắc chắn sẽ gây ra nhiều thương vong. Vì vậy, bằng mọi giá, con quỷ đó phải bị bắt. Không, phải cho quỷ nhân ăn mới đúng. Quỷ nhân ăn vào bụng mới là an toàn nhất. Nhưng vấn đề là tìm ra con quỷ đó không phải chuyện dễ. Bất giác, Tô Viễn nghĩ đến hai món đồ linh dị, quỷ bút và giấy ước nguyện. Nếu viết điều ước lên giấy ước nguyện bằng quỷ bút, cho con quỷ đó đến tự nguyện, chắc sẽ được chứ? Chắc chắn sẽ được, nếu giấy ước nguyện thực sự là linh dị vật từ con quỷ của Triệu Khai Minh, chắc chắn có hiệu lực, nhưng việc trả giá để thực hiện điều ước đó sẽ rất đau đầu. Nhưng không sao, hắn có thể để quỷ nhân, Kazako hoặc sở nhân Mỹ chịu đựng lời nguyền, chắc chắn con quỷ đó không thể đối phó với ba con quỷ của hắn. Quỷ bút còn đáng sợ hơn, để thực hiện điều ước, dùng một lần phải hy sinh một con quỷ, tuy chỉ là mảnh ghép, nhưng hắn có sẵn, có thể dùng để trả giá. Tô Viễn đã có ý tưởng, nhưng không vội hành động. Hai người đưa Đồng Thiến hôn mê và nam thi cao lớn rời khỏi khách sạn Seja. Sự kiện linh dị không cao cấp có điểm lợi là không tạo ra phong tỏa, chỉ cần không có sự cố, người bình thường có thể dễ dàng rời khỏi khu vực sự kiện mà không bị mắc kẹt. Hai người nhanh chóng ra ngoài, đi vài trăm mét, qua vài hàng rào cảnh sát, nhìn thấy xe cứu thương và cảnh sát đã đến kịp thời. Chương 390, khí cầu đầu người. Dương Gian đặt Đồng Thiến lên cáng, ngay lập tức nhân viên y tế xung quanh vây lại. Nhanh lên, chuẩn bị cấp cứu. Bệnh nhân mất máu nhiều, lập tức truyền máu. Bệnh nhân bị xuất huyết nội tạng, cơ thể nhiều chỗ bị gãy xương, khi nâng phải cẩn thận, báo ngay cho bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật. Bác sĩ cấp cứu đi cùng nhanh chóng kiểm tra và đưa ra một số biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Trong khi đó, Tô Viễn nhìn về phía chiếc quan tài vàng sáng chói, được làm từ vàng nguyên chất, dưới ánh đèn xe cứu thương phản chiếu lại đặc biệt bắt mắt. Chắc chắn bên trong còn pha trộn một số kim loại đặc biệt, nếu không với độ mềm của vàng, rất khó để giam giữ hoàn toàn một con quỷ, nhất là một con quỷ cầm vũ. Hí! Một luồng sáng đen từ người Tô Viễn lan ra, ngay sau đó, chiếc quan tài vàng đột ngột xuất hiện dưới xác chết cao lớn cầm dao, lập tức nuốt gọn xác chết vào trong. Đây là cách sử dụng quỷ vực. Vàng không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị và Tô Viễn không cần làm gì với vàng, chỉ cần thay đổi một chút vị trí của quan tài vàng là được. Khi nắp quan tài được đóng lại, ngay lập tức có nhân viên liên quan lên hàn kín toàn bộ quan tài bằng lá vàng đã nung chảy. Tô Viễn nói với Dương Gian, trước tiên giữ cái này, xử lý xong chuyện này rồi mới tính đến thứ bên trong. Được. Dương Gian gật đầu. Thực ra, cách tốt nhất là đưa chiếc quan tài vào quỷ vực của mình để Kazako canh giữ, nhưng Dương Gian đã thấy xác chết cao lớn cầm dao này. Nhiều khả năng cũng đã đoán được phần nào về con dao đó, để tránh xảy ra chuyện không mong muốn, đành thôi. Nếu cô ấy tỉnh lại, lập tức thông báo cho tôi, có một số việc tôi cần hỏi cô ấy.
Nếu cô ấy chết thì coi như xong. Khi Đồng Thiến được xe cứu thương đưa đi, Dương Gian nói với nhân viên y tế. Về tình trạng của Đồng Thiến, hắn không biết làm gì được, mặc dù hắn có thể dùng quỷ ảnh để ghép nối cơ thể. Nhưng chỉ chữa trị được ngoại thương mà thôi, còn những vết thương đặc biệt do quỷ gây ra thì Dương Gian không thể chữa được. Còn tiếp tục không? Không, hôm nay dừng ở đây. Khuôn mặt quỷ đã bị cướp mất, kế hoạch của tôi thất bại, tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Dương Gian nói, tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Được. Tô Viễn không nói cho Dương Gian về kế hoạch của mình, rõ ràng Dương Gian cũng có ý tưởng riêng nên hắn không nói thêm gì nữa. Hai người tạm thời rời khỏi khách sạn Seja, chuẩn bị lập kế hoạch mới, đồng thời cũng chờ xem Đồng Thiến có tỉnh lại hay không. Lúc này trời bắt đầu tối dần, buổi tối ở thành phố Trung Sơn có vẻ lạnh lẽo. Có lẽ do tin đồn về chuyện ma quái đã lan truyền trong thành phố. Hai người tạm thời rút lui, nghỉ ngơi trong một căn lều tạm dựng ngoài thành phố. Xét về an toàn thì việc rời xa khách sạn Seja là cần thiết. Nhưng một thành phố không thể sơ tán trong thời gian ngắn, nên ngoại trừ một số nơi bị phong tỏa, hầu hết các nơi vẫn duy trì nhịp sống bình thường, ăn uống, làm việc như thường ngày. Chỉ là nếu sự kiện không được giải quyết kịp thời, sự bình yên này sẽ sớm bị phá vỡ. Tuy nhiên, dưới màn đêm, trên bầu trời thành phố, những cái đầu chết trắng bệch vẫn lơ lửng. Dù đêm tối không thể nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Trong lều, dù trải qua nhiều chuyện trong ngày, Dương Gian vẫn không ngủ. Vì cơ thể hắn cũng có vấn đề, sau khi dùng cách khác để kiểm soát quỷ không đầu, hắn đã không còn là một con người hoàn toàn. Với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn có thể duy trì trạng thái không ngủ, không ăn uống trong thời gian dài, giống như ngủ đông. Nếu điều kiện cho phép, Dương Gian thậm chí có thể giữ tỉnh táo trong thời gian dài, vì vấn đề phục sinh của quỷ tạm thời đã được giải quyết, điều này mang lại cho hắn một số lợi thế. Vị trí của Triệu Lôi vẫn chưa xác định được, con quỷ chỉ có thể thay đổi trí nhớ vẫn chưa tìm thấy, độ khó của hành động hôm nay vượt quá tưởng tượng. Biết vậy đã mang Hùng Văn Văn theo, để cậu ấy dự đoán danh tính thật của con quỷ đó, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong khách sạn ban ngày, Dương Gian mơ hồ cảm thấy cách bố trí nhà hàng giống như một cái bẫy nhắm vào mình. Dù không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng hắn có cảm giác như vậy, vì hắn luôn nghi ngờ. Kể cả Tô Viễn, hắn cũng có nhiều vấn đề lớn, thậm chí có thể kiểm soát được quỷ đói, thật đáng sợ. Còn xác chết cao lớn và con dao đó, hắn chắc chắn biết gì đó nhưng không nói cho mình. Nói chung, nguồn thông tin vẫn quá ít, có cảm giác như con quỷ đó cố tình lẩn trốn trong các sự kiện linh dị, tụ hợp chúng lại, tăng độ phức tạp để tránh bị mình phát hiện và tấn công. Nếu không, nó không thể tự tin ở trong khách sạn chờ mình đến, vì con quỷ đó đã từng tiếp xúc với mình không chỉ một lần, biết mình có khả năng giam giữ nó. Dù không có Tô Viễn, Dương Gian vẫn có khả năng và tự tin không sợ con quỷ thay đổi trí nhớ tấn công. Nhưng hắn lo sợ con quỷ đó sẽ trưởng thành, thay đổi trí nhớ của người khác, biến họ thành quỷ nô để đối phó với mình. Người bình thường thì không sao, nhưng nếu người điều khiển quỷ bị kiểm soát, đó mới là vấn đề thực sự. Bạn không bao giờ biết nó sẽ tấn công bạn bằng cách nào. Lỡ như nó kiểm soát một nhóm người điều khiển quỷ thì sao? Vì vậy, con quỷ thay đổi trí nhớ phải được giải quyết, không thể kéo dài, tận dụng lúc nó chưa trưởng thành thêm. Tuy nhiên, việc tìm ra con quỷ đó rất khó khăn, nếu có cách xác định vị trí và danh tính của nó thì dễ dàng hơn, có thể trực tiếp tìm cách giam giữ. Hắn đang cân nhắc lợi hại, đánh giá kế hoạch hành động tiếp theo. Giao đấu với quỷ là việc rất nguy hiểm, dù là người điều khiển quỷ đặc biệt như Dương Gian, cũng có thể chết trong một sự kiện linh dị. Khi Dương Gian đang suy nghĩ, đột nhiên, không xa, Tô Viễn từ lều bên cạnh bước ra, tiến vào lều của hắn. Nửa đêm không ngủ, đến đây làm gì? Có chuyện gì à? Dương Gian thấy hắn, lên tiếng hỏi trước. Với chúng ta, ngủ hay không đều như nhau. Tô Viễn cười nói, nhưng có một tin không hay, tình trạng của Đồng Thiến có vẻ không tốt. Ồ, cô ấy chết rồi à? Dương Gian bình tĩnh hỏi, không có chút cảm xúc nào về tình trạng của Đồng Thiến. Chưa chết, nhưng nhiều khả năng sẽ trở thành người thực vật. Tô Viễn nói, triệu chứng của cô ta đa phần là do bị linh dị tấn công, nếu không có gì bất ngờ. Đồng Thiến sẽ mãi mãi ngủ mê man như vậy, cho đến khi các cơ quan ngừng hoạt động và chết trên giường bệnh. Dương Gian suy nghĩ một lúc rồi nói, bệnh viện cách đây bao xa, tôi muốn đến xem tình hình. Tô Viễn không ngạc nhiên với quyết định của Dương Gian. Đi thôi,
hình như cũng không xa lắm, dùng quỷ vực thì đến ngay. Nhưng cụ thể ở đâu tôi không biết, anh hỏi nhân viên liên lạc đi. Anh không đi cùng tôi à? Dương Gian hỏi, tôi đi theo làm gì? Anh tự đi đi, tôi còn có việc khác. Nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian nhíu mày. Lúc này đi một mình không phải là ý hay. Nên nhớ, ngoài khách sạn Seja, thành phố Trung Sơn còn một sự kiện linh dị chưa được giải quyết. Đó là sự kiện khí cầu đầu người. Sau đó, hắn nghe thấy Tô Viễn nói, tôi rất hứng thú với sự kiện khí cầu đầu người, định đi xem thế nào, anh có hứng không? Quả nhiên, người này không biết sợ chết. Những người điều khiển quỷ khác nghe về sự kiện linh dị là tránh xa, Tô Viễn lại biết có thể lao đến. Dương Gian không muốn dính líu đến nhiều rắc rối như vậy, ban đầu hắn định khuyên Tô Viễn cẩn thận, nhưng nghĩ lại, người này thậm chí kiểm soát được quỷ đói, không cần mình lo lắng. Thôi, tôi không đi, anh cẩn thận. Tô Viễn nhún vai, không ngạc nhiên với quyết định của Dương Gian. Vậy được, tôi đi đây, có việc gì thì liên lạc qua điện thoại. Tô Viễn vẫy tay, sau đó bóng đen trên người lóe lên, hắn biến mất. Sau khi hắn đi, Dương Gian cũng rời khỏi đây, tìm một người và theo chỉ dẫn của người đó đến bệnh viện số 3 thành phố Trung Sơn. Đó là bệnh viện tốt nhất thành phố. Vì để cứu sống Đồng Thiến, người phụ trách duy nhất của thành phố Trung Sơn, mọi nguồn lực y tế đều được tập trung vào đây. Với công nghệ y tế hiện tại, chỉ cần không phải là bệnh nan y hay đột tử, cơ bản vẫn có cơ hội cứu chữa. Nhưng vấn đề là Đồng Thiến bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị, mất ý thức, luôn trong trạng thái mê man. Tình trạng này nhiều khả năng là do trí nhớ của cô ta bị con quỷ đó lấy mất. Nếu không lấy lại trí nhớ, cô ta có thể sẽ mãi mãi ở trạng thái này cho đến chết. Không nói về phía Dương Gian nữa, lúc này Tô Viễn đã đến một khu dân cư ở thành phố Trung Sơn. Đêm tối đen như mực, khu dân cư nhà nhà đều sáng đèn, ánh sáng lấp lánh, mùi thức ăn từ các căn hộ tỏa ra, rõ ràng mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng Tô Viễn không đến đây để ngửi mùi thức ăn, lúc này mắt hắn đã chuyển sang màu trắng, toàn bộ nhìn rất ghê rợn và đáng sợ. Đây là quỷ nhãn của Kazako. Dưới tác dụng của quỷ nhãn, bóng tối không có sức mạnh linh dị không thể ngăn cản tầm nhìn của hắn. Vì vậy lúc này hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên bầu trời khu dân cư, những cái đầu người vẫn lơ lửng. Và trong khu vực này, số lượng đầu người trôi nổi trên không nhiều hơn hẳn những nơi khác. Điều đặc biệt là đây cũng là khu vực gần khách sạn Seja. Điều này cho thấy nguồn gốc của sự kiện khí cầu đầu người là từ khách sạn Seja và con quỷ đó có thể bị chặt đầu bởi con dao của xác chết cao lớn. Dù sao con dao đó có thể chặt đứt cả quỷ, nên chặt đầu cũng hợp lý. Nhưng thông tin về sự kiện khí cầu đầu người và quy luật giết người của con quỷ đó không rõ ràng trong chuyện gốc, chỉ biết rằng khi Dương Gian được mời đến Nhật Bản giải quyết sự kiện gõ cửa, hắn đã vô tình làm rơi một cái đầu quỷ mà quỷ vực cấp 5 không thể tiêu diệt, khiến con quỷ đó hoàn thiện thêm một mảnh ghép, trở nên kinh khủng hơn và bắt đầu giết hại những người điều khiển quỷ ở Nhật Bản. Nhưng cũng khó nói là không có sự ảnh hưởng của chiếc máy chiếu linh dị đó, vì họ tự muốn xem ngày chết của mình, không thể trách ai được. Vậy mình có nên học cách của Dương Gian, thả lời nguyền của quỷ gõ cửa để dẫn khí cầu đầu người đi không? Dù sao cũng là hại Nhật Bản, không vấn đề gì đâu nhỉ. Khi Tô Viễn đang nghĩ vậy, bùm, bất ngờ. Có thứ gì đó rơi xuống đất, vỡ nát, một số mảnh văng vào chân hắn. Tô Viễn nhìn xuống. Một mùi thối rữa sộc lên, trước mặt hắn là một khuôn mặt người bị phân hủy nghiêm trọng. Trời đang rơi những cái đầu người thối rữa. Tô Viễn ngước nhìn bầu trời đen kịt. Người thường không thể nhìn thấy gì trong đêm tối, kể cả đeo kính nhìn đêm, nhưng nhờ quỷ nhãn, hắn có thể nhìn thấy. Trên không, những cái đầu người trôi nổi, mức độ thối rữa khác nhau, nhưng đều nhắm mắt, mặt trắng bệch không chút máu, nhìn rất ghê rợn. Có vẻ như theo thời gian, những cái đầu trên trời sẽ rơi xuống khi chúng thối rữa đến mức độ nhất định, mất đi sức mạnh linh dị. Hiện tượng này giống như một sự chọn lọc. Con quỷ nguồn gốc như đang chuẩn bị chọn ra một cái đầu phù hợp từ vô số cái đầu người. Rõ ràng đầu người thường không đủ điều kiện, vì không có linh dị, nên cái đầu được chọn cuối cùng chắc chắn là đầu của quỷ, vì đầu người sống sẽ thối rữa hoàn toàn và trở thành bùn nhão. Bất ngờ, trong khu dân cư vang lên tiếng thét chói tai, tiếng hét chứa đựng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, rõ ràng đó là tiếng của một người đàn ông. Tô Viễn lập tức động tâm, quỷ vực bao phủ toàn bộ khu dân cư. Ngay sau đó hắn xuất hiện trong một căn phòng. Trong căn phòng tầng 18, Tô Viễn đột ngột hiện ra, trong khi một người đàn ông trung niên đang ôm một cơ thể nhỏ bé khóc nức nở, mặt đầy tuyệt vọng và sợ hãi,
người đàn ông rõ ràng đã suy sụp. Ngoài cửa sổ, khoảng 1-2 mét, một đầu người phụ nữ mặt trắng bệch và một đầu trẻ con đang từ từ lơ lửng, giống như những quả bóng bay, dưới đầu không có gì. Tô Viễn không biểu lộ cảm xúc, nhìn cảnh tượng này, dù có chút đồng cảm với người đàn ông. Nhưng hắn cũng không biết nhiều về khí cầu đầu người, chỉ biết rằng một số người sẽ bị chọn, trở thành một phần của những cái đầu trên trời. Còn điều kiện kích hoạt là gì, tạm thời chưa biết. Các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.